Cuộc tập kích Sơn Tây giải cứu tù binh phi công Mỹ năm 1970. Đi tìm danh tính những cán bộ bị biệt kích Mỹ sát hại. Gần như ai cũng biết về cuộc tập kích Sơn Tây giải cứu tù binh phi công Mỹ, nhưng những cán bộ gác trại giam bị biệt kích Mỹ sát hại là ai luôn thôi thúc chúng tôi đi tìm câu trả lời, dù biết hết sức khó khăn. Cuộc tập kích bằng đường không của quân đội Mỹ vào Sơn Tây rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1970, hòng cứu tù binh phi công Mỹ đã gây chấn động thế giới, dù kết thúc trong thất bại với kết quả không phi công nào được cứu. Nhưng trong hơn 20 phút đổ bộ xuống khu vực xã Tắc, Sơn Tây, biệt kích Mỹ đã bắn chết bà Nguyễn Thị An, 48 tuổi, và con gái Lê Thu Hương, 12 tuổi. Hai người con khác của bà An là Lê Thu Nga, 15 tuổi, và Lê Việt Tuấn, 9 tuổi, bị thương rất nặng bởi trúng nhiều phát đạn. Thật đau đớn, đó là vợ con của ông Lê Viết Tiến, lúc đó là Phó trưởng ty Công an Hà Tây. Theo những nguồn tin đã được công bố, biệt kích Mỹ còn bắn chết một số bộ đội trong khu vực trại giam và một số cán bộ tại trại ăn dưỡng gần đó. Tuy nhiên, chúng phải rút đi sau khi đặt mìn phá hủy chiếc trực thăng đã hạ cánh trong sân trại giam nhưng không cất cánh lên được. Không có tù binh phi công Mỹ nào được cứu thoát bởi đơn giản là họ đã được chuyển đi nơi khác trước khi cuộc tập kích diễn ra. Đi tìm danh tính những người lính hy sinh. Trên đây là những thông tin ít ỏi về các nạn nhân trong vụ tập kích Sơn Tây được công bố trên sách báo. Ngoại trừ hai mẹ con bà An, danh tính các nạn nhân không được nhắc đến. Những liệt sĩ hy sinh tại trại giam là ai? Quê quán ở đâu? Hiện phần mộ ở chỗ nào? Thân nhân còn những ai? Tất cả những câu hỏi ấy đã thôi thúc chúng tôi lên đường tìm kiếm thông tin. Nơi đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, từ phường Trung Hưng, trước đây là xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Ban tuyên giáo thị ủy Sơn Tây, Ban chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây đều nói không có thông tin gì. Và những người có thể nắm được thông tin hầu như đã qua đời. Năm 2 năm đã trôi qua. Phóng viên liên lạc với Viện Lịch sử Quân sự và được trả lời là không có các tài liệu liên quan. Như vậy, chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm theo một số cái tên còn được vài người nhớ. Căn cứ đầu tiên là những gì được viết trên sách báo chính thống trong cuốn sách Phi công Mỹ ở Việt Nam, nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2013. Tác giả Đặng Vương Hưng đã phỏng vấn nhân chứng Trần Thị Liên, tức Nghiên. Bà Nghiên được dẫn lời, nói: "Nhà tôi ở sát cổng chính của trại tù binh. Hồi đó vùng xã Tắc này còn vắng vẻ và nghèo lắm. Tôi làm nghề buôn gà nên nhiều người bây giờ vẫn quen gọi tôi bằng cái tên ghép là Nghiên Gà. Còn nhớ, các chú bộ đội tiếp phẩm trong trại rất hay ra nhà tôi đi thu mua gà và khoai tây giúp. Họ thường mua với số lượng lớn mà phải là gà và khoai ngon nhất chợ mới lấy. Sau này hòa bình rồi, tôi mới biết là họ mua những thứ ấy cho tù binh phi công Mỹ ăn. Tối hôm trước đêm xảy ra vụ tập kích của Mỹ, có một chú bộ đội còn trẻ khoác ba lô hỏi thăm đường vào trại giam. Chú ấy tự giới thiệu tên là Túc, người Nghệ An, mới tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, được nhận quyết định về đây. Vì chú Túc chưa kịp báo cơm đơn vị nên tôi mời chú ấy ăn tối với gia đình luôn. Chả là bữa cơm có món thịt ngỗng rất ngon. Đêm ấy, tôi nhớ là đã 23 tháng 10 âm lịch, trời sáng trăng suông, lạnh lắm, đắp chăn bông vẫn thấy rét nên khó ngủ. Quãng nửa đêm, tôi choàng tỉnh dậy vì thấy tiếng máy bay cánh quạt ầm ầm ngay trên nóc nhà mình. Tôi ngó qua cánh cửa sổ nhỏ, thấy nhiều ánh sáng lóa mắt, rồi tiếng súng nổ inh tai. Từ chỗ tôi nằm đến cổng gác chính của trại giam chỉ khoảng 20 bước chân, nên nhìn rất rõ. Tôi thấy có người đội mũ sắt, cao to, lừng lững, nói xì xa xì xồ, chạy đi, chạy lại. Chồng tôi, ông Cấn Hữu Ân thì thào bên tai: "Không phải bộ đội mình tập trận đâu." Chẳng là hồi đó, bộ đội ta thường hay tập trận ở Sơn Tây. "Hình như có biệt kích Mỹ đổ bộ vào đây rồi. Bà dẫn các con đi ẩn nấp mau." Tôi hoảng quá, uống cả lên, vội chui vào tủ quần áo ngồi, rồi chui xuống gầm giường nằm, không dám cả thở mạnh. Và sáng hôm sau, bà Liên nghe hàng xóm báo tin gia đình bà An bị giặc đạp cửa xông vào, bắn chết cả nhà. Theo cuốn sách thì chỉ có bà An và em Lê Thu Hương được tổ chức tang lễ trọng thể
và đây là đám tang duy nhất của các nạn nhân đã bị biệt kích Mỹ sát hại trong vụ tập kích Sơn Tây. Những người còn lại do không có điều kiện, thân nhân lại ở xa nên đành cho nhập quan tài rồi đem chôn cất luôn theo nghi lễ đơn giản của thời chiến. Trong số đó có cả anh bộ đội tên Túc, người Nghệ An. Tối hôm trước chú ấy còn vừa ăn cơm thịt ngỗng ở nhà tôi, vừa hẹn đi tham quan đền, và vậy mà sáng hôm sau đã trở thành oan hồn, chẳng kịp trăng chối điều gì. Bà Liên được dẫn lời trong cuốn sách. Cô còn nhớ chú Vĩ. Rất tiếc là nay bà Trần Thị Liên và chồng là thầy giáo Cấn Hữu Ân đều không còn. May mắn sao, chúng tôi tìm được một nhân chứng khác là bà Cấn Thị Phượng, sinh năm 1955, là con gái ông bà Ân Liên. Bà Phượng cùng chồng rời quê lên Hòa Bình công tác tại khu vực nhà máy thủy điện Hòa Bình và khi về hưu mới trở lại sinh sống ở quê nhà. Nhà bà Phượng cũng gần nhà cũ của gia đình khi xưa. Bà Phượng nói, khi vụ tập kích Sơn Tây xảy ra, bà 15 tuổi ở cùng bố mẹ. Bà Phượng kể rằng, lúc đó bố bà, ông Cấn Hữu Ân là hiệu trưởng một trường học trong vùng. Ông có cái đài Zigonda của Liên Xô sản xuất. Hồi đó, các chú bộ đội trong trại giam thường xuyên xuống đây nghe đài, ăn khoai, ăn sắn dưới nhà cô, bà Phượng nói. Chúng tôi hỏi bà có nhớ được ai trong số bộ đội trên trại. Bà Phượng bảo lúc đó có nhiều bộ đội nên bà không nhớ được hết. Chỉ nhớ nhất một chú tên là Ngô Phượng Vĩ, quê Mỹ Đức, Hà Tây. Khi chú Vĩ ở đây, họ hàng lên thăm cũng thường xuống nhà cô chơi. Bố mẹ cô rất quý chú Vĩ, coi như anh em trong nhà, bà Phượng kể. Cô còn nhớ chú Vĩ, cao, rất đẹp trai. Và cũng theo lời bà, chú Vĩ là một trong những bộ đội bị biệt kích Mỹ bắn chết rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1970. Căn cứ theo lời bà Phượng và bà Liên, chúng tôi có được thông tin ít ỏi về hai liệt sĩ trong trường hợp họ được công nhận liệt sĩ. Một là người tên Túc, quê Nghệ An, mới đến nhận nhiệm vụ chiều ngày 20 tháng 11 năm 1970, thì qua ngày 21 tháng 11, chưa đầy 3 giờ sau, đã bị bắn chết. Một người khác tên Ngô Phượng Vĩ, quê Mỹ Đức, Hà Tây, có người nhà từng lên thăm và ghé vào nhà bà Phượng một số lần. Bà Phượng nói, có 6 chú bộ đội hy sinh được chôn ở khu đất ngay gần nhà cô. Nay chỗ đó là một trường học do Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý. Sau khi các chú ấy mất ít lâu, người nhà lên bốc mộ mang về quê cả. Chỉ có bộ chú Túc, mãi đến những năm 1990, người nhà trong quê mới ra bốc mộ đem về. Bà Phượng nhớ lại. Bà Phượng, khi biết chúng tôi đi tìm tung tích liệt sĩ, nhắn nhủ. Khi nào tìm thấy thân nhân chú Vĩ, nhớ báo cho cô nhé. Kỳ 2. Liệt sĩ họ Ngô. Tôi tìm về tả Thanh Oai và có linh tính là mình sẽ tìm thấy phần mộ liệt sĩ Ngô Phượng Vĩ bị biệt kích Mỹ sát hại tại Sơn Tây trong cuộc đổ bộ hòng cứu tù binh. Đầu tiên, tôi tìm kiếm thông tin về người mang tên Ngô Phượng Vĩ, quê Mỹ Đức, Hà Tây, nay là Hà Nội. Tôi đến phòng lao động thương binh xã hội huyện Mỹ Đức nhờ tra trên hệ thống xem có ai tên là Ngô Phượng Vĩ hay liệt sĩ chống Mỹ không. Nhân viên phòng lao động thương binh xã hội huyện Mỹ Đức tra tìm trên máy tính và trả lời, không có liệt sĩ nào ở Mỹ Đức tên Ngô Phượng Vĩ, kể cả tra theo tên Vĩ cũng không có kết quả. Tôi nhờ cô nhân viên tra tiếp các liệt sĩ tên Ngô Phượng Vĩ hay Vĩ, quê quán Hà Tây cũ, không có kết quả. Nhưng anh ơi, em thấy có một liệt sĩ tên Ngô Phượng Vĩ mà quê quán lại là Đại Thanh Thường Tín, cô nhân viên nói. Linh tính bảo tôi rằng rất có thể đó là người mình cần tìm. Tôi cảm ơn cô nhân viên định bụng đi ngay Đại Thanh, nhưng tra tìm bản đồ không có xã nào ở Thường Tín mang tên Đại Thanh. Lục tìm trên mạng, tôi phát hiện một văn bản có thông tin về xã Đại Thanh. Đó là văn bản nghị quyết của Quốc hội ngày 29 tháng 12 năm 1978 phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng, Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai do Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh ký, trong đó có nội dung phê chuẩn việc sáp nhập một số huyện, thị xã và thị trấn của tỉnh Hà Sơn Bình vào thành phố Hà Nội, trong đó có các xã Liên Minh, Việt Hưng, Thanh Hưng và Đại Thanh của huyện Thường Tín. Vậy là Đại Thanh là một xã của Thường Tín
Hà Sơn Bình cũ từ năm 1978 đã được sáp nhập vào Hà Nội. Nhưng tôi chưa rõ xã Đại Thanh ấy nay là khu vực nào. Nhìn trên bản đồ sẽ thấy Thường Tín nếu có phần nào sáp nhập vào Hà Nội thì chỉ có thể nhập vào huyện Thanh Trì, giáp danh. Tôi lục tìm lịch sử sáp nhập của Thanh Trì và thấy rằng xã Đại Thanh là xã Tả Thanh Oai bây giờ. Và nếu nói về Tả Thanh Oai thì rất nhiều người biết ở đây có dòng họ Ngô Thì hay Ngô Thời rất nổi tiếng. Trong khi đó, tôi đang đi tìm một người có thể là liệt sĩ mang họ Ngô, quê quán Tả Thanh Oai. Dường như mọi thông tin đang khớp lại, chỉ có điều chưa có gì đảm bảo người mang tên Ngô Phượng Vĩ như lời cô Cấn Thị Phượng ở Sơn Tây nói về liệt sĩ Ngô Phương Vĩ ở Tả Thanh Oai là một. Và thế là tôi tìm về Tả Thanh Oai. Trên đường qua Ủy ban Nhân dân xã, tôi trông thấy nghĩa trang liệt sĩ Tả Thanh Oai. Tôi có linh tính là mình sẽ tìm thấy phần mộ liệt sĩ Ngô Phượng hay Ngô Phương Vĩ, người hy sinh rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1970 tại Sơn Tây ở đây. Lục tìm trên tấm bản ghi công, phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ ở hàng gần cuối cùng, tôi đọc được hàng chữ Ngô Phượng Vĩ, Phượng chứ không phải Phương. Quê quán thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Ngày sinh 20 tháng 11 năm 1950, ngày mất 21 tháng 11 năm 1970. Tấm bảng không cho biết nơi mất của liệt sĩ. Tôi tìm đến mộ phần và trên bia mộ ghi rõ liệt sĩ Ngô Phượng Vĩ, hy sinh ngày 21 tháng 11 năm 1970 tại Sơn Tây, Hà Nội. Vậy là đúng chú Vĩ ấy rồi, tôi thầm nghĩ, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác xúc động. Bất giác tôi nhớ đến hai bác ruột tôi cũng là liệt sĩ thời chống Mỹ và nay vẫn chưa biết mộ phần nơi đâu. Đứng lặng trước phần mộ liệt sĩ Ngô Phượng Vĩ hồi lâu, tưởng nhớ người đã khuất, tôi tìm vào Ủy ban Nhân dân xã hỏi thông tin về thân nhân liệt sĩ. Nhân viên bộ phận lao động thương binh xã hội của xã cho hay, ông Vĩ có người cháu ruột, con ông anh trai đứng tên thờ cúng liệt sĩ. Ngôi nhà liệt sĩ Vĩ từng ở nằm sâu trong ngõ nhưng khuôn viên khá rộng rãi. Ngoài một ngôi nhà lớn 2 tầng còn có căn nhà cổ bằng gỗ có vẻ rất lâu năm. Bà Nguyễn Thị Thủy, chị dâu liệt sĩ Vĩ tiếp chuyện chúng tôi. Bà Thủy sinh năm 1950, cùng tuổi với liệt sĩ Ngô Phượng Vĩ. Nhưng đến năm 1972, sau khi ông Vĩ hy sinh, bà mới về làm dâu nên cũng không nắm được nhiều chuyện. Trong khi chồng bà, tức anh trai ông Vĩ, thì đã mất. Bà Thủy xác nhận là liệt sĩ Vĩ hy sinh trong cuộc đột kích giải cứu tù binh Mỹ ngày 21 tháng 11 năm 1970. Bà lấy cho tôi xem kỷ vật duy nhất bà biết về liệt sĩ là tấm ảnh trên bàn thờ đã rất cũ. Tôi nhìn tấm ảnh, trong ấy là một chàng trai với nét mặt còn non tơ, như học sinh lớp 9, lớp 10 bây giờ. Bà Thủy nói theo gia phả, gia đình thuộc dòng họ Ngô Thời, tức Ngô Thì. Ông Ngô Mạnh Hùng, chồng bà và liệt sĩ Ngô Phượng Vĩ trong gia phả ghi nhầm thành Ngô Thế Vĩ, theo lời giải thích của bà Thủy, là hậu duệ đời thứ 19. Theo gia phả, liệt sĩ Ngô Phượng Vĩ còn có một chị gái tên là Ngô Thị Mai Liên, sinh năm 1943, tức là hơn liệt sĩ 7 tuổi. Bà Liên nguyên là cán bộ ngành văn hóa của Hà Nội, đã về hưu, năm nay 89 tuổi. Bà Liên vẫn còn rất minh mẫn. Tuy nhiên, ông Tuấn chồng bà, người đầu tiên lên thăm mộ liệt sĩ Vĩ sau khi cuộc tập kích Sơn Tây khoảng một tháng, nay đã 95 tuổi, lúc nhớ, lúc quên. Ông nhà tôi là người trong quân đội. Một tháng sau cuộc tập kích Sơn Tây, ông ấy bảo tôi, hình như những người chết ở trên đó có em mình, bà Liên kể. Sau khi xác minh thông tin, biết chắc chắn ông Vĩ đã hy sinh, thời gian sau bà Liên lên Sơn Tây vào khu xã Tắc, nơi khi ông Vĩ còn sống, bà từng lên thăm em tại đây và biết gia đình nhà ông bà giáo Ân Liên. Mộ em tôi nằm giữa hai ngôi mộ khác, một ngôi mộ thì tôi không có thông tin, ngôi mộ còn lại là người nghe nói mới lấy vợ xong, thương quá, bà Liên nhớ lại. Theo lời người chị, ông Vĩ đi bộ đội năm 1968 khi vừa 18 tuổi. Ông chiến đấu 2 năm ở chiến trường Lào rồi bị thương. Lúc đó, em tôi muốn chuyển ngành làm công nhân nên không phục viên. Vì thế người ta đưa chú ấy ra Hà Tây trông coi trại giam chờ ngày chuyển ngành. Nào ngờ cuộc tập kích xảy ra, bà Liên
rơm rớm nước mắt. Tôi có hỏi cả bà Thủy lẫn bà Liên về đơn vị công tác của liệt sĩ Ngô Phượng Vĩ trước khi mất, nhưng gia đình nói không ai lưu giữ được thông tin này. Mấy năm sau, gia đình lên trên ấy tổ chức cất bốc em tôi về. Bà Liên kể tiếp, theo bà, ở xã tác có gia đình làm nghề buôn bán, cứ sáng sáng lại thắp hương cho mấy nấm mộ bộ đội. Hôm nào thắp hương thì mua may bán đắt, hôm nào quên hay vội đi thì y như rằng ế hàng. Khi gia đình lên bốc mộ, họ nói hay là cứ để đây cho họ cùng thờ cúng. Nhưng chúng tôi nghĩ vẫn phải đưa em về với quê hương, bà Liên nói. Bà cũng nói còn nhớ lúc còn sống, chú Vĩ hay qua lại gia đình, ông bà giáo Ân Liên, được gia đình quý trọng lắm. Mấy ngày trước, khi gặp bà Cấn Thị Phượng, tôi hứa nếu tìm được thân nhân liệt sĩ Vĩ sẽ cho bà Phượng hay. Nhớ lại lời hứa, tôi kết nối điện thoại cho bà Liên gặp bà Phượng. Hai bà phút chốc đã nhận ra nhau, cùng nhắc nhớ, trò chuyện, hàn huyên về một thời khói lửa, về người em, người anh tên Ngô Phượng Vĩ, dáng cao, đẹp trai, thủa nào. Mời quý độc giả đón đọc kỳ sau, Cuộc tình Làng Sen. Chúng tôi tìm về Làng Sen ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, quê hương của liệt sĩ Nguyễn Sinh Túc và được nghe kể về một câu chuyện tình đẫm nước mắt.